Chào các bạn đã trở lại với kênh của Huy Hoàng Hạ Long. Hôm nay mình làm cái clip này về một cái khu phố trung tâm ở gần bãi cháy đấy các bạn. Mình giới thiệu với các bạn mấy cái khu vừa là nhà nghỉ này, khu vui chơi này, khu chợ đêm này. Ở đây có những cái nhà người ta cho thuê cả ngày luôn đấy các bạn. Có nghĩa là mình thuê cả nhà cũng rất là rẻ thôi, giá cả cũng rất là hợp lý, cũng chỉ có khoảng tầm 2,5 triệu một đêm thôi. Mình được khoảng 4 phòng, có phòng ăn, phòng ở tử tế. Cái clip trước thì mình cũng có giới thiệu về những cái món ăn và nhà nghỉ ấy, thì mình cũng chưa được làm kỹ. Đợi đến xin hứa với các bạn là mình sẽ dành đến cái clip sau, mình sẽ làm lại cái đấy. Còn đây là mình chỉ đi qua cái khu này gọi là khu Victor, khu Lotus này, xong rồi sang khu Hạ Long Park và đến khu Bim các bạn ạ. Đây là một cái quần thể. Đấy, ở trong những cái khu phố này rất là đẹp và có những cái nhà người ta cho thuê cả nhà luôn đấy các bạn. Đấy, mình sẽ đi dọc cái khu phố này quay lại để cho các bạn nhìn thấy hết đấy. Xuống du lịch ở dưới Hạ Long bãi cháy, các bạn có thể là những vài hộ gia đình thì vào đây thuê một căn cũng rất là giá cả hợp lý lắm. Mình tự do, tự cầm chìa khóa, tự đi lại, tự mua đồ về nấu nướng tại nhà đấy các bạn. Đây, dọc cái khu phố này đây. Các bạn nhớ đây là khu gọi là Dieter nhá, khu Lotus nhá. Nằm ở trên cái trục đường Hoàng Quốc Việt từ đường 18 mà rẽ về bãi cháy đấy các bạn. Ở ngay đây cũng có một cái bãi tắm như cái clip trước mình giới thiệu với các bạn đấy, là cái bãi Marianna đấy, là cũng rất là đẹp đấy. Mình nói là đấy, cái bãi theo như mình là ở Hạ Long thì cái bãi đấy là mình thấy là đẹp nhất đấy. Thế còn từ cái điểm này mà đi ra đến bãi tắm bãi cháy thì cũng chỉ khoảng tầm 1 km các bạn. Chỗ này cũng là một khu phố mới rất là đẹp, rất là hoành tráng. Những cái tòa cao ốc mọc lên ở đây rất là nhiều. Một khu đáng sống đấy các bạn ạ. Đây, cái khu vực mình đang quay đây thì người ta gọi đây là khu Bim đây các bạn. Nó nằm trong cả một cái quần thể, nằm dọc theo cái đường Hoàng Quốc Việt. Đi qua cổng Tuần Châu thì đến cái ngã ba, người ta gọi ngã ba Tây, đường này gọi là Hoàng Quốc Việt, đường Tây Hùng Thắng ấy, là chúng ta rẽ vào cái khu vực này. Nó nằm trên cái trục đường đi xuống dưới trung tâm bãi cháy. Tại khu vực này là có phố đi bộ này, có chợ đêm và có những cái khu vui chơi dành cho cả người lớn và các em nhỏ đây. Đây là gọi là khu Hạ Long Park đây các bạn.
Ở ngay gần đây cũng có một cái khu chợ hải sản rất là lớn, khu chợ Cái Răm Bãi Cháy đấy. Nên là nếu mà các bạn mà thuê những cái điểm nhà ở đây để mà ở thì các bạn ra đấy để mua đồ về nhà tự nấu nướng cũng rất là gần. Từ đây, từ điểm này mà ra đến khu chợ chỉ mới có mấy trăm mét thôi các bạn ạ. Cũng rất là tiện lợi đấy. Ở tổng khu vực này là có cái ba gọi là ba cái bán đảo. Thì mình đang đứng ở cái chỗ mình đang quay đây này, chỗ mình quay từ trên cao xuống, các bạn nhìn đây là cái bán đảo thứ hai này. Nếu mà tính từ ngoài đường trục đường 18 vào thì đây là bán đảo thứ hai. Xong rồi lối ra đến một đoạn nữa là đến bán đảo Cái Răm nữa. Có cái ba cái bán đảo ở khu vực này các bạn ở đấy, dọc cái tuyến đường 18 mình quay à đường Hoàng Quốc Việt đấy, mình quay từ ngoài vào ấy. Khu vực này phát triển cũng rất là nhanh. Các bạn xem clip này cũng chỉ sau từ giờ đến cuối năm thôi, các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái tòa nhà nó lại mọc lên. Mình cũng muốn là cứ nhiều cái công trình lớn hiện đại, đến đâu mình cũng sẽ đi làm clip đến đấy. Mình cũng muốn quảng bá một chút về Hạ Long Việt Nam mình phát triển, so để cho kể cả các bạn bè mình trong nước và ngoài nước cũng đều biết được những cái phát triển của cả Việt Nam mình. Sau một ngày đi quay vất vả, chào các bạn nhé. Hôm nay là hết dịch rồi, Vi Hoàng sẽ cùng các bạn ở lớp đây làm một cái buổi đầu, hôm nay được các bạn mời làm một cuộc trò đấy. Sau một ngày đi quay vất vả rồi, mình lại về tụ tập với bạn bè đây. Đây là toàn bạn bè ở lớp mình đấy các bạn. Mình giới thiệu lại lần nữa, tụ tập với nhau cũng hết Covid rồi, được mở cửa thì chúng mình cũng tụ tập một chút, ngồi với nhau cho nó vui. Đang quay gờ đi. Đang quay thì mất điện lưới. Ăn đi, ăn đi. Nướng được chưa mày ơi? Ngon lắm. Tôi còn một vẻ này nữa thôi. Ok, đây là món hàu nướng đây. Tuyệt vời đây. Đây là món bè bè đây các bạn ơi. Đây.
quay đi. Đấy. 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 Mở một con cho mày quay. Rồi, béo chưa? Chào các bạn nhá, tớ ăn hàu đây, ngọt lắm. Cho tôi uống rượu chít này, tối nay vợ tôi lại chết với tôi. Này kêu chít chít. Mình cũng xong một ngày vất vả rồi, cũng ăn uống với các bạn bè, những người bạn thân nhất của lớp mình. Thế bây giờ là mình cũng sẽ xin dừng ở đây, clip của mình cũng dài rồi. Các bạn vào xem clip thấy hay, thấy ý nghĩa, các bạn đăng ký ủng hộ cho kênh Huy Hoàng nhé. Xin chào các bạn.